Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi đầu giờ chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới điều chỉnh tăng nhẹ trở lại, quay trở lại vùng giá 2.195,6 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ, giao dịch mức 104,34 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng nhẹ, giao dịch mức 69.000 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, giao dịch ở mức 4,212% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 81,71 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trong ngày hôm nay, giá vàng tương lai đã tăng mạnh và đạt mức cao chưa từng thấy với hợp đồng tháng 6 vượt qua rào cản 2.200 đô la Mỹ trên một ounce để giao dịch ở mức đáng kinh ngạc là 2.233 đô la Mỹ trên ounce. Sự gia tăng đáng chú ý này đã đẩy kim loại quý lên giá trị cao nhất trong lịch sử, được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố đã kích thích đợt mua mạnh mẽ của các nhà đầu tư. Một trong những chất xúc tác chính đằng sau sự gia tăng nhanh chóng của vàng là sự lạc quan ngày càng tăng xung quanh việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể cắt giảm lãi suất. Trong cả cuộc họp tháng 12 và tháng 3 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, hay còn gọi là FOMC, Ngân hàng Trung ương đã công bố tóm tắt dự báo kinh tế, một tài liệu nêu rõ kỳ vọng của các thành viên bỏ phiếu về lãi suất trong tương lai. Bất chấp các báo cáo lạm phát gần đây cho thấy áp lực lạm phát gia tăng bất ngờ, Cục Dự trữ Liên bang vẫn giữ vững niềm tin rằng đây chỉ là một sự bất thường chứ không phải là sự khởi đầu của một xu hướng đáng lo ngại. Do đó mà Ngân hàng Trung ương này đã duy trì dự báo thực hiện một loạt các đợt cắt giảm lãi suất với tổng mức cắt giảm là 0,75% bắt đầu từ tháng 6 tới đây. Một động thái đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ lãi suất thấp. Hơn nữa, đợt tăng giá vàng mới nhất còn được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào từ các ngân hàng trung ương trên thế giới ngày càng gia tăng. Nhiều ngân hàng trung ương đã báo hiệu ý định cắt giảm lãi suất, làm tăng thêm nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với kim loại quý như một hàng rào chống lại những bất ổn kinh tế và biến động của thị trường. Cùng với đó, khi Bắc Mỹ và châu Âu chuẩn bị cho kỳ nghỉ cuối tuần lễ Phục Sinh kéo dài, mọi con mắt cũng đổ dồn vào kim loại quý này. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm phiên đầu giờ chiều nay, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn đồ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác tiếp tục trong xuống tăng trở lại. Cụ thể như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đã được biết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 79,10 triệu đồng trên một lượng và sang mức 81,12 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, sau khi tăng 600.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Còn với mặt hàng vàng miếng SJC tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 79,10 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 81,10 triệu đồng trên một lượng, cũng tăng 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng một mức giá, mua vào mức 79,10 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 81,05 triệu đồng trên một lượng, cùng tăng 300.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, cùng tăng 300.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, tăng 150.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji thì cũng điều chỉnh tăng 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, đang mua vào mức 79 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 81 triệu đồng trên một lượng. Còn đối với mặt hàng vàng nhẫn đồ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 68,45 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 69,70 triệu đồng trên lượng, tăng 200.000 đồng trên một lượng mua vào, tăng 250.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 68,45 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 69,80 triệu đồng trên lượng, tăng 200.000 đồng trên một lượng mua vào và tăng 250.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tạm thời không có điều chỉnh, được mua vào mức 69,03 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 70,23 triệu đồng trên lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng thương mại đến thời điểm đầu giờ chiều nay điều chỉnh tăng 20 đồng trên đô la Mỹ ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra, mua vào mức 24.600 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.970 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.415 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.495 đồng trên đô la Mỹ.
giảm 35 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, giảm 85 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi đầu giờ chiều nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.910.000, bán ra 8.110.000, tăng 200.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.910.000, bán ra 8.112.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. PIN C Hồ Chí Minh và PIN G Hà Nội mua vào 7.910.000, bán ra 8.105.000, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 15.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.910.000, bán ra 8.095.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 5.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.910.000, bán ra 8.095.000, tăng 10.000 ở chiều mua, tăng 15.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 7.970.000, bán ra 8.070.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.900.000, bán ra 8.070.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TB Gold mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng VietinBank mua vào 7.910.000, bán ra 8.112.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác thời điểm này cũng được điều chỉnh tăng, tăng 200.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại dao động ở mức cao, dao động từ 2 triệu đến 2.060.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.910.000, bán ra 8.112.000. STC Huế mua vào 7.907.000, bán ra 8.112.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.910.000, bán ra 8.110.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.910.000, bán ra 8.112.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.908.000, bán ra 8.112.000. Cuối cùng là giá nhận bông số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thời điểm này cũng được điều chỉnh tăng trở lại, tăng trong khoảng từ 104 đến 250.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng từ 10.400 đến 25.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bông số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.845.000, bán ra 6.970.000. Nhận bông số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.845.000, bán ra 6.980.000. Vàng bốn số 9 mua vào 6.835.000, bán ra 6.920.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 25.000 ở chiều bán. Vàng 24K mua vào 6.701.5.000, bán ra 6.851.5.000, tăng 24.800 ở chiều vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 5.005.5.000, bán ra 5.205.5.000, tăng 18.700 ở chiều vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 3.849.8.000, bán ra 4.049.8.000. Vàng 10K mua vào 2.700.9.000, bán ra 2.900.9.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.